là lắng nghe tiếng Chúa dậy chiều hôm sớm mai. Con xin chọn phần tốt nhất là làm trẻ thơ dưới ánh mắt Ngài, được ở trong tình thương của Ngài. Trong lòng Thiên Chúa là Cha, lời Ngài đã phán, mọi sự của Cha đều là của con. Chúa ơi, Chúa là tất cả, trong lòng Thiên Chúa là Cha, con đã tìm ra nguồn bình an, hạnh phúc tâm hồn khi con được gọi Chúa là Cha. Con xin chọn phần tốt nhất là lắng nghe tiếng Chúa dậy chiều hôm sớm mai. Con xin chọn phần tốt nhất là làm trẻ thơ dưới ánh mắt Ngài, được ở trong tình thương của Ngài. Tâm tình nhỏ bé thầm xin được Ngài u ấp, được Ngài đỡ nâng, được Ngài dẫn đưa bước đi trên đường xương trần. Chúa mọi nơi cùng Ngài đem hạnh phúc cho đời, trong kinh nguyện trầm lắng Ngài ơi. Trần gian đều là giả dối, đều là chóng qua, chỉ một Chúa thôi. Chúa ơi, con nguyện theo Ngài, không mang vui thu lợi danh, yêu Chúa nguồn vui, nguồn tình yêu tuyệt mỹ khôn vời, tôn vinh Ngài ở khắp mọi nơi. Con xin chọn phần tốt nhất là lắng nghe tiếng Chúa dậy chiều hôm sớm mai. Con xin chọn phần tốt nhất là làm trẻ thơ dưới ánh mắt Ngài, được ở trong tình thương của Ngài. Dưới ánh mắt Ngài, được ở trong tình thương của Ngài.